trước trận thi đấu này thì bên phía đối thủ của mình đó chính là Memo Game có nhận xét rằng là Team Flash hiện tại không còn là một ông lớn nữa. Thì bạn cảm thấy lời nhận xét đánh giá này là như thế nào? Mình nghĩ Memo Game thì còn trẻ, chưa hiểu biết nhiều. Mình nghĩ rằng khi mà mình quay trở lại cái đối diện với bạn này thì mình nghĩ Flash sẽ là một ông lớn.